Xin chào các cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bài kiển của em Ngọc ha, em gái của em, để lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cái mai giống mai ghép hàng bonsai mini nhỏ nhỏ ha, để bàn xinh xinh cho cô chú anh chị mình sưu tầm cho Tết 2025 nha cô chú anh chị. Hôm nay thì vườn lên có xua mình lại nè, nhị ngọc toàn với nhị ngọc toàn cẩm thạch ba giống ha cô chú anh chị. Mức giá thì nói chung chỉ từ 120, 150, 170, 180, 200, 250 bao ship ha cô chú anh chị ha. Một cây cũng bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình ha, bao ship toàn quốc. Đó, mong cô chú anh chị mình xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho vườn của em Ngọc nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, mình chào gặp luôn em Ngọc, đem Ngọc chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Rồi Ngọc chào cô chú anh chị giùm anh đi Ngọc. Dạ em chào anh, dạ con xin chào cô chú bác anh chị ạ. Rồi hôm nay mình lên giao lưu cái lô mai giống em ha. Dạ. Mình vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn đi ha. Mã số mã số 1E đi em, 1E. 1E ha. Dạ. Rồi 1E là một cây siêu ôm bình lợi ha. Nè, cây này dạ. Có nè, trên cây có ghi cái dấu đánh dấu tên là bình lợi nè cô chú anh chị ha. Cho cô mình phân biệt giống cho nó dễ á. Dạ cái này bản thân là được 14. Rồi. Chiều cao là được 41. Cây này cái tàn cũng khá là tròn á. Tán ngang là được 37. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu bao nhiêu đi em? Dạ cái này con xin giao lưu là 150k ạ. Rồi 150 bao ship ha. Cây lên nụ kia mà cô chú anh chị ha. Mấy cây này thì Tết này mình chơi Tết cũng ok luôn cô chú anh chị. 150 mã số 1E đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 2E cũng là một cây nhị ngọc toàn ạ. Rồi cây này cái tàn rất là sum luôn cô chú anh chị ha. Đó, cây này chơi Tết thì ok luôn á. Rồi đâu không số đi em. Mấy cây này lên nụ kim hết rồi. Dạ cái này bản thân là được 14. Rồi. Nụ kim nè. Chiều cao là được 38. Tán ngang là được 37. Dạ cái này con xin giao lưu là 150k. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 3E. 3E là cây nhị ngọc toàn ha. Dạ. Rồi cái này cái tàn rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Dạ cái này mình ăn là được 15. Rồi. Bung tàn đều rang luôn á. Này đi thêm là được 43. Đi thêm cây đọt này nó là ngon lắm nha. Tán ngang là được 36. Dạ cái này có xin giao lưu là 170k ạ. Rồi, bao ship ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 4E. 4E cũng là một cây nhị ngọc toàn ạ. Rồi. Đây cái tàn cũng sum đó cô chú anh chị ha, ghép được 3 bo. Cái này mình thân là được 14. Rồi. Chiều cao là được 44. Tán ngang là được 35. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 180k ạ. Rồi 180 ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 5E. Cũng là một cây nhị ngọc toàn ạ. Rồi. Cây cái tàn rất là sum luôn cô chú anh chị. Nè. Cây lên cựa gà hết ha, ghép ba bo. Cây này quanh thân là được 12,5. Chiều cao là được 37. Tán ngang là được 35. Dạ cây này con xin giao lưu là 200 ạ. Rồi, đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 6E cũng là một cây bình lợi ạ. Rồi, xô bình lợi ha. Cái này ghép được 3 bo ha. Dạ cây này quanh thân là được 12. Bo khá là bự, bo già ha. Chiều cao là được 45, tán ngang là được 42. Dạ cây này con xin giao lưu là 170k. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 7E. 7E cũng là một cây bình lợi ạ. Rồi, tàn sum lắm nha cô chú anh chị ha. Ghép được 2 bo ha. Dạ cây này bản thân là được 14. Tàn cũng khá nè. Chiều cao là được 37. Tán ngang là được 40. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 120k. Rồi cây. Rồi tiếp theo mã số 8E. 8E cũng là một cây bình lợi. Rồi cái tàn sum lắm nha cô chú anh chị. Dạ cây này quanh thân là được 11. Rồi. Chiều cao là được 36. Rồi. Tán ngang là được 45. Dạ cây này con xin giao lưu là 170k. Rồi 170k ha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 8E. Rồi mã số 9E. 9E cũng là một cây nhị ngọc toàn ạ. Cái tàn quá trời luôn cô chú anh chị ha. Dạ cây này bình thân là được 10. Rồi. Chiều cao là được 41. Tán ngang là được 39. Dạ cây này con xin giao lưu là giá cây này có xin giao lưu là 170k ạ. Rồi, đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 10E. 10E cũng là một cây nhị ngọc toàn ạ. Tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Ghép được 3 bo ha. Giá cây này mạnh hơn ngay điểm này là được 13,5. Rồi. Chiều cao là được 39. Tán ngang là được 39. Rồi. Giá cây này có xin giao lưu là 180k ạ. Rồi, cây này cuối clip luôn ha. Dạ.
Rồi chào hết Kim Anh nha. Dạ em chào anh, dạ con xin chào cô chú bác anh chị ạ. Con mong cô chú bác anh chị ủng hộ cho con ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Ngọc ha, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Ngọc trong những clip trước cũng như clip này. Cảm mong cô chú anh chị mình xem được cây nào thấy giá cao hợp lý ủng hộ cho vườn của em Ngọc nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi